như anh hỏi cái lúc này nó bảo là anh chỉ có thời gian thôi, chứ anh không là em giận. Nó làm cả công ty cho nó cái chỗ cùng là thích làm riêng lắm, nhưng mà cùng nó vẫn rất nhiều việc sau được rồi làm thêm cả mấy cái này online.